Sau đây là thể lệ của phần thi Lai Kinh Ứng Thí. Trong vòng 60 giây, mỗi thí sinh trả lời 12 câu hỏi thuộc các lĩnh vực toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao, pháp luật. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Thí sinh trả lời hết thời gian hoặc hết gói câu hỏi. Ở phần thi Lai Kinh Ứng Thí thì các bạn sẽ có 60 giây để trả lời 12 câu hỏi của chương trình. Và để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì ở những câu hỏi nào các bạn chưa nghĩ ra được câu trả lời thì các bạn hãy nói bỏ qua. Tôi sẽ đọc câu hỏi tiếp theo. Các bạn đã rõ chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi Lai Kinh Ứng Thí đầu tiên dành cho bạn Trường Giang. Xin mời bạn lựa chọn gói câu hỏi. Dạ, em xin chọn gói câu hỏi số 4. Trường Giang lựa chọn gói số 4. 60 giây cho bạn. Bắt đầu. Thanh âm trong trẻo vang vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ trong truyện Chữ Người Tử Tù của Nguyễn Tuân là lời căn. Trung bình nhân của hai số 4 và 9 bằng bao nhiêu? 36. Chưa chính xác. Trong Microsoft Word 2010 để trộn thư, ta chọn vào thẻ nào? Bỏ qua. Bước thứ 2 trong tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang là gì? Bỏ qua. Khi uống nhiều rượu, bào quan nào của tế bào gan tiết enzyme để khử độc? Bỏ qua. What do we call the festival on 15th of the 8th lunar moon? Bạn có thể bỏ qua. Bỏ qua. Giao tuyến hai mặt bên của một lăng kính được gọi là gì? Bỏ qua. Có thể xác định được số lượng hạt cơ bản nào trong nguyên tử thông qua ký hiệu nguyên tử? 3. Chưa chính xác. Như vậy là 60 giây dành cho bạn Trường Giang đã kết thúc và bạn vẫn chưa ghi được điểm. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Trường Giang ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi Lai Kinh Ứng Thí dành cho bạn Ngọc Hiệp. Xin mời bạn lựa chọn gói câu hỏi. Dạ, em xin chọn gói câu hỏi số 2. Ngọc Hiệp lựa chọn gói số 2. 60 giây cho bạn. Bắt đầu. Bài thơ Tại Lầu Hoàng Hà tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng. Tam giác đều có bao nhiêu tâm đối xứng? Vô số. Chưa chính xác. Trong Microsoft Word 2010, ta sử dụng tổ hợp phím Control cộng có chức năng gì? Bỏ qua. Trong thi đấu bóng chuyền, trọng tài thứ nhất làm ký hiệu giơ bàn tay lên, xòe rộng hai ngón tay. Đây là ký hiệu lỗi gì? Lỗi phát bóng. Chưa chính xác. Acid ascorbic là tên của loại vitamin nào? Vitamin A. Chưa chính xác. Where is Marie Curie a great scientist born? French. Chưa chính xác. French. Dụng cụ quang học dùng để tạo ảnh thuận chiều trong các ống nhòm là gì? Lăng kính. Chưa chính xác. Hợp chất 3 metin butan 1 ôn có bao nhiêu nguyên tử carbon? Dạ, 5. Chính xác. Ở đàn guitar dây số 1 tương ứng với tay nút nào? Nút mi. Chính xác. Trong các biển và đại dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực nào? Xích đỏ. Chưa chính xác. Tác giả của bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là ai? Ngô Sĩ Liên. Chính xác ạ. Và như vậy là bạn Ngọc Hiệp vừa hoàn thành phần thi Lai Kinh Ứng Thí của mình và số điểm bạn ghi được sau phần thi này là 30 điểm. Xin mời các thầy cô trong ban cố vấn có ý kiến. Câu hỏi của em là dòng biển nóng xuất phát ở đâu thì em chọn xích đạo là đúng. Chấp nhận. Vâng, xin được cảm ơn cô. Và như vậy số điểm của bạn Ngọc thì số phần thi Lai Kinh Ứng Thí là 40 điểm. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi Lai Kinh Ứng Thí dành cho bạn Hồng Thức. Xin mời bạn lựa chọn có câu hỏi. Em chọn có câu hỏi số 3. Hồng Thức lựa chọn gói số 3. 60 giây cho bạn. Bắt đầu. Câu thơ sang tặng. Thiết diện của hình chóp tứ giác khi cắt bởi một mặt phẳng có tối đa bao nhiêu cạnh? 4. 5. Chương trình nào sau đây do hệ điều hành Windows cung cấp? Snipping Tool. Work. Chưa chính xác. Trong kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân, giai đoạn trên không bắt đầu từ khi nào? Khi giật nhảy. Chưa chính xác. Ở người tuyến tụy tiết ra hormone nào để biến đổi glycogen thành glucose? Insulin. Chưa chính xác. What city is the headquarters of the United Nations located in? New York. Chính xác. Chứ một tia sáng đi qua vị trí nào của thấu kính thì nó truyền thẳng? Vuông góc với thấu kính.
Gì ạ? Vuông góc với mạc của thao kính. Chưa chính xác. Độ dinh dưỡng của phân lân đánh giá theo tỷ lệ phần trăm khối lượng chất nào? Phê heo nam. Chính xác. Trong ca khúc Đất nước, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã khắc họa tiếng đàn nào? Đàn bào. Chính xác. Động phong nha kẻ bàng ở nước ta hình thành chủ yếu do quá trình phong hóa nào? Caster. Chưa chính xác. Như vậy là bạn Hồng Thức vừa hoàn thành phần thi like kênh ứng thí và bạn ghi được 30 điểm sau phần thi này. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm với lượt thi dành cho bạn Văn Trí. Xin mời bạn lựa chọn gói câu hỏi. Số 1 chị. Bạn lựa chọn gói số 1. 60 giây cho bạn. Bắt đầu. Nguyên tác chinh phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn được viết theo thời thơ nào? Tự do. Chưa chính xác. Tên đường thẳng đi qua trọng tâm, trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp một tam giác gọi là gì? Trung trực. Chưa chính xác. Trong Windows 10 ta dùng tổ hợp phím nào để khóa màn hình nhanh nhất? Windows S. Chưa chính xác. Trên đường chạy tiếp sức 4x100m có mấy khu vực quy định để trao tiếng gậy? 2. Chưa chính xác. 3. Vi khuẩn ribosome có chứa loại enzyme nào tham gia quyết định nitơ khí quyển? Bỏ qua. What do we call program performed by the chem builder? Bỏ qua. Hạt tải điện trong bán dẫn loại P chủ yếu là gì? Electron. Chưa chính xác. Nguyên tử oxy có số khối là 17 thì có bao nhiêu hạt neutron? 17. 9. Ở nhịp 6-8, một nốt đơn bằng mấy phách? Một phách. Chính xác. Loại khí nào hiện nay là tác nhân chính gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính? CO2. Đó là một đáp án chính xác. Và xin được chúc mừng bạn Văn Trí. Bạn đã ghi được 20 điểm sau phần thi này. Như vậy là bốn thí sinh của chúng ta vừa trải qua phần thi like kinh ứng thí một cách rất là nhanh chóng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại điểm số của họ sau phần thi này. Bạn Trường Giang tạm thời chưa có điểm ạ. Bạn Ngọc Hiệp đang có 40 điểm. Bạn Hồng Thức có 30 điểm. Và bạn Văn Trí đang có 20 điểm.